nhiệt độ thích hợp giữ thực phẩm. CDC, Văn phòng Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh, báo cáo một trong tất cả 6 người Mỹ, 48 triệu người, bị bệnh do ăn thực phẩm bị ô nhiễm hoặc thức uống. Một số vi khuẩn có thể phát triển trong thực phẩm. Giữ thực ăn lạnh dưới 41 độ và thực ăn nóng trên 135 độ giảm thiểu sự phát triển của vi khuẩn, giúp các khách hàng không bị ốm. Cách duy nhất để biết nếu thực phẩm đang được nhiệt độ thích hợp là để kiểm tra với một loại nhiệt kế. Hiệu chỉnh nhiệt kế bằng cách đặt trong nước đá nhiều hơn nước. Nhiệt kế phải đọc 32 độ trong nước đá. Bây giờ hãy nói về giữ lạnh. Bất kỳ loại thực phẩm phải kiểm soát nhiệt độ, phải giữ ở 41 độ hoặc lạnh hơn ở tất cả các lần, ngoại trừ trong quá trình chuẩn bị như thái thực phẩm. Nếu các nhà hàng là bận rộn hoặc nắp cửa của tủ lạnh mở cửa, thực phẩm phải là 41 độ hoặc lạnh hơn ở tất cả các lần. Có nhiều điều ảnh hưởng đến khả năng của tủ lạnh để giữ lạnh thức ăn ở 41 độ hoặc lạnh hơn. Hãy nhận biết của dòng khí trong mỗi tủ lạnh và làm thế nào thực phẩm để giữ ở 41 độ hoặc lạnh hơn. Tủ lạnh này chỉ có một quạt ở trên 5 kệ giữ thực phẩm được lưu giữ tại 41 độ hoặc lạnh hơn. Chú ý hạn sử dụng trên bên phải, được tổ chức và không đông đúc, không khí có thể chạy vào các kệ thấp hơn. Giữ tất cả các loại thực phẩm trên bên phải ở 39 độ. Bây giờ hãy nhìn vào hạn sử dụng trên bên trái, kệ là đông đúc, trong khi các loại thực phẩm trên kệ hàng đầu là ở 39 độ. Không khí lạnh không có khả năng thực phẩm mất trên kệ thấp hơn. Nâng cao nhiệt độ thực phẩm đến 50 độ. Lưu lượng không khí là một phần quan trọng của nhiệt độ giữ lạnh. Đặt thức ăn nóng vào tủ lạnh để làm lạnh là một điều sai, gây ra nhiệt độ thực phẩm trên 41 độ. Thực phẩm phải được làm lạnh trước khi đưa vào tủ lạnh. Dành thời gian để xem một bộ phim về làm lạnh nhân của thực phẩm. Hãy chắc chắn rằng thực phẩm là 41 độ hoặc lạnh hơn trước khi đưa vào tủ lạnh. Chúng ta hãy nói về cách nhiệt độ không khí trong nhà bếp có thể ảnh hưởng đến nhiệt độ giữ lạnh thực phẩm. Đóng mở nắp cửa của tủ lạnh có thể làm ấm nhiệt độ thực phẩm, nhưng điều này không có lý do cho thực phẩm trên 41 độ. Hãy suy nghĩ về công việc của nhà bếp và nghĩ ra cách để giảm thời gian mở cửa tủ lạnh. Nhanh chóng đưa thức ăn trong tủ lạnh, không giữ cho cánh cửa tủ lạnh mở trong thời gian dài. Điều này sẽ tăng nhiệt độ bên trong tủ lạnh và nhiệt độ của thức ăn. Điều này có thể gây ra tủ lạnh không giữ lạnh trong một thời gian dài. Cho tủ lạnh như này, nhiều người giữ nắp mở trong thời gian bận rộn. Tủ lạnh có thể giữ nhiệt độ thực ăn ở 41 độ hoặc lạnh hơn trong một thời gian ngắn, nhưng rất khó để giữ lạnh thực ăn cho toàn bộ thời gian bận rộn. Xin đóng nắp khi không sử dụng thực phẩm trong tủ lạnh. Vấn đề này có thể được thực hiện khó khăn hơn để quản lý trong một nhà bếp nhỏ hoặc một nhà bếp đông đúc nếu tủ lạnh là trong gần lò nướng, lò chiên hoặc lò sấy. Nếu nhà hàng có một nhà bếp tương tự, xin đóng nắp khi không sử dụng thực phẩm trong tủ lạnh. Một số nhà hàng đặt bịch đá trên thực phẩm để giúp giữ lạnh. Nếu tủ lạnh không hoạt động, sửa chữa tủ lạnh hoặc tìm thấy sử dụng khác. Nếu tủ lạnh không thể giữ lạnh thức ăn,
di chuyển thức ăn vào tủ lạnh khác hoặc sử dụng bồn đá để giữ lạnh thức ăn. Bồn nước đá có thể giữ lạnh thức ăn. Sử dụng thực phẩm thay sâu. Nước đá cân bằng với thực phẩm hoặc cao hơn. Nước đá thấp hơn so với thực phẩm trong bức ảnh này. Nhiệt độ trên bảng là 55 độ. Vi khuẩn có thể phát triển trong thực phẩm. Thực phẩm ở cùng một mức độ với bảng đo tại 39 độ. Thay nước đá khi cần thiết để giữ cho thực phẩm tại 41 độ hoặc thấp hơn. Hãy chắc chắn để phân công người cho thêm đá khi cần thiết để giữ cho thực phẩm tại 41 độ hoặc lạnh hơn. Bây giờ là lúc để thảo luận về giữ nóng thức ăn, cũng giống như các loại thực phẩm giữ ở 41 độ hoặc lạnh hơn. Giữ vi khuẩn phát triển, thực phẩm được giữ ở 135 độ hoặc nóng hơn cũng ngăn ngừa vi khuẩn phát triển. Trong khi rất dễ dàng để giữ cho thức ăn nóng, hãy ghi nhớ những điều sau đây. Đây là các loại khác nhau của thiết bị để giữ thức ăn nóng. Luôn luôn giữ cho thực phẩm ở 135 độ hoặc nóng hơn trong bất kỳ thiết bị. Hãy nhớ sử dụng nhiệt kế hiệu chuẩn để đo nhiệt độ giữ nóng thức ăn. Không phải tất cả thiết bị giữ nóng có nghĩa là để hâm nóng thức ăn. Thực phẩm cần phải được hâm nóng đến 165 độ hoặc nóng hơn trong vòng 2 tiếng hoặc ít hơn trước khi giữ nóng ở 135 độ hoặc nóng hơn trong các thiết bị giữ nóng. Hâm nóng thức ăn trong các thiết bị không được chấp thuận có thể không đạt được 165 độ trong vòng 2 tiếng, có thể dẫn đến sự phát triển của vi khuẩn. Biến trên các thiết bị giữ nóng trước khi lưu trữ thức ăn hâm nóng để giữ cho thực phẩm ở 135 độ hoặc nóng hơn. Tẩy nắp để giúp giữ thức ăn nóng. Thực phẩm thực hiện từ đầu có thể được thực hiện với số lượng lớn và giữ nóng. Thức ăn với nước giữ nóng dễ dàng hơn. Thực phẩm khô có một thời gian khó khăn giữ nóng trong một số thiết bị giữ nóng. Đậy nắp để giúp giữ thức ăn nóng. Nếu thực phẩm được lưu trữ trong các đĩa đôi, trong các thiết bị giữ nóng và nhiệt độ dưới 135 độ trong một thời gian ngắn, thực phẩm phải được hâm nóng đến 165 độ hay bỏ đi. Kiểm tra nhiệt độ thực phẩm hàng ngày trong suốt cả ngày. Không sử dụng bàn tay để kiểm tra nhiệt độ thức ăn. Sử dụng một nhiệt kế hiệu chuẩn để kiểm tra nhiệt độ thức ăn mỗi ngày trong suốt ngày. Nhiệt độ thực phẩm ghi trong một bảng ghi có thể hữu ích. Một người nào đo được chỉ định cho dùng nhiệt độ hàng ngày. Kiểm tra nhiệt độ thức ăn vào mỗi buổi sáng. Kiểm tra nhiệt độ thức ăn trước và sau mỗi sự thay đổi và trước khi đóng cửa. Nếu thức ăn được giữ trên 41 độ hoặc dưới 135 độ lâu hơn 4 tiếng, loại bỏ các thực phẩm. Bây giờ người biết các hướng dẫn nhiệt độ và những điều mà thường ảnh hưởng đến nhiệt độ thực phẩm. Đảm bảo thực phẩm đang ở nhiệt độ thích hợp ở tất cả các lần. Xin vui lòng liên hệ với văn phòng y tế để biết thêm thông tin và đào tạo.